bất kỳ một bạn nào mà khi mà ra khởi nghiệp á, có thể là nó không đúng cái ngành nghề mà mình đã được học, thì đương nhiên là mình sẽ gặp cái thách thức một chút xíu đó. Nhưng mà khi mà mình có những cái ý chí như vậy á, thì mình sẽ đạt được những cái gì mình mong muốn. Xin chào mừng quý vị quay trở lại với Lăng Kính Cầu Vồng. Và qua Lăng Kính Cầu Vồng, chúng ta cũng đã nhìn thấy rất nhiều những hình ảnh cũng như những góc nhìn của nhiều nhân vật ở nhiều các lĩnh vực khác nhau. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp một doanh nhân, một CEO của một thương hiệu về mặt nạ. Và ở đây Thảo thật rất là ngưỡng mộ bạn ấy, bởi vì cũng là một người bạn mà cũng đã chơi với nhau một thời gian khá là dài. Và khi mà mình nghĩ đến là mình sẽ chọn doanh nhân nào để ngồi chia sẻ đây, thì mình nghĩ ngay ra bạn Huệ. Và Huệ là người một trong những người đầu tiên mà Thảo nghĩ tới trong cộng đồng doanh nhân, bởi vì bạn ấy có những cái nét độc lạ. Bình thường thì chắc chắn một người doanh nhân phải xuất phát điểm là học kinh tế này, học quản trị kinh doanh này, hay là học tài chính gì đó. Hoặc nếu làm về mỹ phẩm thì cũng sẽ phải nghiên cứu về làm đẹp. Nhưng riêng CEO Nguyễn Hồng Huệ của chúng ta, là chủ của thương hiệu Jose, thì bạn ấy lại xuất phát điểm là làm kỹ thuật. Làm kỹ thuật. Và thực sự là một người cũng không phải là người mà chăm chút cho bản thân mình lắm, đúng không? Và chắc là đầu tiên là xin mời Huệ hãy gửi lời chào tới khán giả một chút xíu và giới thiệu về mình. Thì Huệ cũng rất là cảm ơn Thi Thảo đã có lời mời Huệ tham gia chương trình, cũng gửi lời chào đến tất cả các anh chị mà theo dõi kênh Lăng Kính Cầu Vồng của Thi Thảo. Thì Huệ tên đầy đủ là Nguyễn Hồng Huệ. Thì Huệ đã là một kỹ sư cơ khí, cũng như là tốt nghiệp thạc sĩ cơ khí của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Thì trước khi mà chuyển sang kinh doanh á, thì Huệ làm cơ khí. Và Huệ có rất là nhiều những cái kinh nghiệm mà làm trong các cái nhà máy của các tập đoàn, cũng như là có những cái trải nghiệm mình đã từng làm ở Mỹ nè, Hy Lạp nè, Đài Loan nè và Hàn Quốc. Thì Hàn Quốc là cái nơi mà Huệ đặt chân lâu nhất, có thể nói là lâu nhất. Huệ có tới 6 năm sinh sống tại Hàn Quốc, và đến tận năm 2016 thì Huệ mới quay trở lại Việt Nam. Và 2017 thì Huệ quyết định là thành lập công ty chính thức đi vào hoạt động tại Việt Nam, với lại cái sản phẩm là nghiên cứu và phát triển các cái sản phẩm về mỹ phẩm. Hình như là thời gian đấy là chúng mình gặp nhau hay sao ấy, đúng không? Lúc đấy Huệ có tóc rất ngắn này, tóc tém, thời nhớ tóc tém, xong rồi nhìn manly, không có mặc đầm gì hết ấy. Rất là manly, và mình bảo ôi, mình bị sốc, mình bảo ôi sao một cô mà làm về lĩnh vực mỹ phẩm mà trông man như thế này. Và lúc mà giới thiệu là dân cơ khí, thì lúc đấy mình mới nghĩ hóa ra là làm trái ngành nghề. Thì chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về vấn đề là làm trái ngành nghề đấy. Thì Huệ, tại sao Huệ lại tự nhiên lại gọi là chịu rủi ro trong việc là mình chuyển từ một ngành nghề mà mình đang rất là chuyên nghiệp rồi, mình đã làm việc cho rất là nhiều những tập đoàn, những nhà máy uy tín trên toàn thế giới rồi, mà mình lại chuyển qua một cái lĩnh vực mà rõ ràng là mình chưa bao giờ trải nghiệm hết, và lại còn là kinh doanh riêng hết, thì động lực nào khiến cho Huệ có thể là mạnh mẽ như thế? Thì thực ra mà nói thì 6 năm mà ở Hàn Quốc thì tất cả Thảo cũng biết đó, thì ở Hàn Quốc thì nó là một cái nôi về sản xuất nè, gia công về mỹ phẩm. Và lúc đó, cái thời điểm đó thì Huệ đi làm trong các cái nhà máy của Hàn Quốc với một cái thời lượng nó rất là dài. Một ca của mình có khi là 12 tiếng, tăng ca rồi là đến 16 tiếng, thậm chí là mình sẽ phải đi là một tuần ca ngày, một tuần ca đêm, 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, 7 giờ tối đến 7 giờ sáng. Thì cái công việc nó rất là áp lực. Thì bản thân mình là thấy được rằng là mình muốn có cái gì đó thay đổi, thì mình suy nghĩ là mình đi làm kinh doanh. Mình đi làm kinh doanh thì bây giờ mình lựa chọn cái sản phẩm gì đây, thì mình phải có một cái sản phẩm để mà mình lựa chọn đó. Và Huệ thì Huệ thích một cái câu nói như thế này, mọi người nói là cái gì mà thu hút mình thì nó cũng sẽ thu hút người khác. Thì cái thời điểm đó thì mình thấy là cái thị trường mỹ phẩm nó khá là thu hút mình. Mình cũng tìm hiểu, tìm tòi trong cái lĩnh vực đó, gọi là ngụp lặn ha, ngụp lặn trong cái
thị trường mỹ phẩm của Hàn Quốc như vậy. Và mình khám phá ra rất là nhiều cái thú vị. Ngoài cái việc mà kinh doanh nó đem đến cho mình cái sự chủ động về thời gian, cũng như là nó giúp cho mình có một cái tài chính tốt, thì những cái sản phẩm á, nó thu hút mình rất là nhiều. Có thể là vốn dĩ là xuất thân là dân cơ khí, kỹ thuật, nên là cái điều mà mình tập trung á, thì mình lại tập trung vào sản phẩm nhiều hơn so với lại một doanh nhân thông thường, là họ sẽ tập trung vào quy trình, hay họ tập trung vào doanh thu, doanh số. Thì mình lại tập trung rất là nhiều về sản phẩm. Và họ nghĩ là đó cũng là tạo lên cái sự khác biệt của mình khi mà mình bước ra mình làm kinh doanh. Nhưng nói vậy thôi chứ bây giờ một người mà đang từ lĩnh vực cơ khí mà chuyển qua làm kinh doanh ấy, thì giống như là phải học lại từ đầu ấy. Thì cái quá trình mà Huệ chưa học mà Huệ đã bắt tay vào để trải nghiệm làm luôn, thì Huệ không sợ rủi ro hay là Huệ có cái chuẩn bị gì trước khi mà mình bước chân vào thương trường và mình chuyển qua một lĩnh vực mới như vậy? Thực ra thì nó giống như là khi mà ví dụ như mình muốn làm một cái nghề đi, ví dụ như Huệ học cơ khí đi, thì mình cũng trải qua 12 năm phổ thông nè, rồi 4 năm đại học nè, để mình học một cái chuyên ngành. Rồi chưa kể là ra trường là mình cũng phải trải qua nhiều năm trong cái nghề đó, thì mình mới có được một cái gọi là một cái kinh nghiệm ha, một cái kinh nghiệm làm việc cũng như là một cái chỗ đứng trong một cái bộ máy của công ty đó. Thì họ nghĩ kinh doanh thì nó cũng vậy thôi, ai cũng sẽ có cái gọi là bước chân đầu tiên. Khi mà bước ra thì đương nhiên là nó cũng sẽ có rất là nhiều cái rào cản, những cái thách thức. Và cái việc á, là khi mà mình quyết định rồi á, thì mình quyết định là mình làm thôi. Vì họ thấy được rằng là khi mà mình làm mọi việc á, ngay từ lúc mà mình còn làm kỹ sư á, thì mình đã có cái sự tập trung nè. Rồi mình có cái sự cam kết, trách nhiệm nữa, trách nhiệm trong cái công việc nữa. Và khi mà mình làm như vậy á, thì mình lại tìm thấy đam mê đó. Thì khi mà bắt ra mà kinh doanh về làm kinh doanh, làm mỹ phẩm á, thì ngay từ đầu tiên á, mình cũng xác định cái con đường là mình phải học tập, mình phải rèn luyện để mà có thể là thành công trong cái nghề. Thì thực sự là cái thời điểm đó họ thấy là họ có thể là vốn dĩ là mình quen học rồi á, quen với cái sự học rồi, thì họ đã có một cái quyết định là họ đầu tư một cái lớp học mà 9 tháng, tận 9 tháng ở bên Hàn, để mà mình học về nghiên cứu phát triển lên cái sản phẩm và chuyên sâu cho cái lĩnh vực mà làm đẹp, những cái sản phẩm về dưỡng da nè, chăm sóc da nè, rồi thậm chí là cả về thực phẩm chức năng. Đó thì mình thấy được rằng là rất là sáng suốt khi mà mình đầu tư như vậy. Thì có kiến thức như vậy thì mình làm mọi thứ thì mình sẽ thấy rõ cái con đường hơn đó. Và một cái điều nữa thì nó cho mình thấy cái tầm nhìn, một cái giấc mơ đó. Thì họ thấy là khi mà họ làm á, thì mình có những cái mà mơ ước, và có thể là họ mơ mộng hay là một cái gì đó mọi người hay nói như vậy, nhưng mà thực sự họ thấy họ có một cái giấc mơ rất là lớn. Và chính vì cái giấc mơ đó thì nó có cho mình một cái tầm nhìn đi xa hơn, đi xa hơn. Và khi mà có được cái tầm nhìn rồi thì mình quay trở lại mình xây dựng một cái chiến lược nó rất là dài hơi đó. Họ xây dựng một cái chiến lược rất là dài hơi như vậy. Vậy có ai ngăn cản bước đường đi của Huệ không? Tại vì người ta sẽ sợ là Huệ gặp rủi ro, rồi sợ Huệ mất tiền, rồi sợ Huệ sẽ thất bại á. Thế thì người nhà này, rồi chồng này, rồi những người xung quanh, đồng nghiệp, bạn bè, có ai ngăn cản khi mà Huệ quyết định là làm trái ngành nghề không? Thực ra nếu mà nói là ngăn cản á thì không đến mức độ là ngăn cản đâu. Nhưng mà lo lắng thì chắc chắn rồi, những cái người thân, người thương yêu mình á thì đương nhiên là mọi người rất là lo lắng. Vì ví dụ như là như gia đình họ đi thì cũng xuất thân là công chức rồi, mọi người có những cái nghề nghiệp, có những cái công việc rất là ổn định, thì ai cũng nghĩ là sẽ mong là ra trường nè, học nè, đi làm nè, có một công ăn việc làm ổn định, rồi còn dành thời gian lo cho con, cho chồng này kia các thứ, rồi cái thời gian để mà giống như là mình thảnh thơi á trong cái công việc gia đình á, thì mọi người đều mong muốn cái điều đó. Nhưng mà
thực ra thì quyết định là do mình mà, mình quyết định mình làm thôi. Thì người thân thì lo lắng, còn ví dụ như là những người chưa thân hoặc là những người mà nghe thấy như vậy á thì có thể là họ không tin, họ không tin, không biết là cái cô này cô ấy mơ mộng một cái giấc mơ như vậy là làm sản phẩm Việt Nam nè, làm mỹ phẩm Việt nè, rồi lại đưa cái sản phẩm này đi quốc tế. Đó, một cái giấc mơ nó lớn như vậy. Rồi là một cái kế hoạch xây một cái phòng lab mà trị giá hàng triệu đô chẳng hạn. Thì nếu mà cái thời điểm mình nói như vậy á thì đúng là nghe tưởng hoang tưởng. Đúng rồi. Mọi người sẽ nghĩ là trời ơi chắc không, người ta sẽ không tin. Thì bây giờ làm sao thì mình làm thôi. Mình làm thôi thì cứ ví dụ như mình cứ làm tới đâu mình chinh phục từng cái cột mốc mục tiêu thì Hoàng nghĩ là mọi người sẽ tin. Mọi người sẽ thấy được rằng là cô đó có nói như vậy và cô làm như vậy. Mà Huệ hay ạ, thực sự hay ấy. Tức là lúc ban đầu khi mà Thảo nhìn Huệ bắt đầu startup ấy, Thảo nghĩ là Huệ sẽ gặp khá là nhiều khó khăn, và đặc biệt là trong việc là mình sẽ phải thay đổi hoàn toàn về ngoại hình của mình rồi về mọi thứ ấy. Thảo nghĩ chắc Huệ cũng sẽ phải quyết định để mà mình làm một điều gì đấy mà mình không thích ấy, để đạt được thứ mình thích. Ngày xưa Thảo nghĩ rằng chắc Huệ thích kiểu ăn mặc thoải mái đúng không? Quần jean, áo thun, xong rồi đeo cái ba lô, tóc ngắn, vô tư lắm, chẳng trang điểm gì cả. Nhưng mà sau đấy thì chắc chắn bạn ấy sẽ phải thay đổi thật nhiều, vì bạn làm trong lĩnh vực này thì không thể nào không đẹp lên được ấy. Nhưng mà liệu cái đấy có phải là cái rào cản của bạn hay không? Và liệu bạn ấy có cảm thấy quá áp lực khi mà mình phải thay đổi hay không? Thì ngày hôm nay chắc hỏi Huệ cô đấy luôn. Sau một thời gian không gặp thì thấy Huệ đẹp hơn rất nhiều. Có bị áp lực không? Hay là bây giờ cảm thấy rất sung sướng khi mình đẹp hơn? Thực ra thì mình vốn dĩ là thích thoải mái. Nó có thể là bụi bặm một chút xíu. Có thể là do cái quá trình ngày xưa đi học ban A nè, chơi chung với lại con trai nhiều nè, xong rồi học cơ khí nữa, lớp là quay đi quẩn lại là chỉ có một vài nữ thôi, còn đa phần là chơi với lại các bạn đồng trang lứa thì là nam. Mà thậm chí nhiều khi chơi các bạn ấy cũng không nghĩ là mình là con gái luôn. Đó, thì cũng quen một cái phong cách như vậy. Rồi đi ra làm kỹ sư thì thực ra là ở nhà máy thì mặc đồng phục không à, xong rồi chui vô cái bộ đồ bảo hộ mà liền từ trên xuống dưới, xong rồi bịt bọc kín mít, xong rồi đi vô phòng lab nhà máy như vậy á, thì nó cũng quen rồi, nên mình cũng khá là xòe xòa trong cái phong cách ăn mặc. Rồi một thời gian thì khi mà mình làm thì mình không có xuất hiện, mình không có xuất hiện ra trước mọi người. Đó, ví dụ như là mình làm phân phối thì khách hàng là khách hàng sỉ, thì họ chỉ quan tâm là giá có tốt không, rồi sản phẩm như thế nào, chất lượng ra làm sao, về hàng như thế nào. Đó, nhưng mà khi mà start up ra cái sản phẩm này á, và đến một cái thời điểm nó đòi hỏi mình phải xuất hiện trước công chúng, thì đúng là mình thấy khá là lúng túng, khá là áp lực, và thậm chí là suy nghĩ là mặc cái gì. Mặc cái gì là cũng giống như kiểu như là các bà nội trợ mà suy nghĩ là hôm nay ăn món gì á là cũng nhức đầu á, thì đúng là như thế. Nhưng mà có một cái thì mình cũng rất là may mắn, là thực ra là có một người anh, Thảo cũng biết á, là anh Đào Thế Hoàng đó, thì đó anh Hoàng nói là em ra cộng đồng đi, em vô cái chỗ này đi, là nhiều chị em họ mặc đẹp lắm, rồi cái tự nhiên cái mình quen rồi mình thấy nó sẽ thoải mái hơn. Đó, thì cái thời điểm đó là gặp Thảo đó. Gặp Thảo đó thì bắt đầu thì mình cũng thay đổi chút xíu, từ từ. Đó, thì nếu mà chị em nào mà kiểu như là cứ chơi suốt với mình từ đó thì sẽ thấy cái sự thay đổi nó từ từ. Còn ví dụ như là lâu lâu mà mọi người gặp lại một cái thì nó cũng sốc, hơi sốc. Cũng sốc ngay lập tức, sẽ thấy hơi bất ngờ. Nhưng mà thực ra thì Huệ vẫn có những cái lúc men như vậy. Ví dụ như Huệ là hay đi caravan, thì hay đi ban cung đường, gọi là những cái tay lái cứng á, để kiểu như là các cái điểm của bên ban cung đường đi chẳng hạn. Đó, thì lúc đó mọi người sẽ nhìn thấy mình rất là men, mình cũng vẫn mặc đồ hầm hố. Đó, có nghĩa là mình thay đổi bề ngoài khi nào mà mình cần thôi.
khi cần xuất hiện thôi, còn lại là cuối cùng mình vẫn quay về với bản chất của mình đúng không? Ví dụ vay quay trở về nhà là mình vẫn men men như vậy và chồng mình vẫn phải yêu cái men của mình giống như ngày xưa. Thì cũng quen á, nói chung là họ thấy là tức là nhiều khi họ nói chồng họ là anh chê em xấu xíu đi để em chịu khó em mặc đẹp. Nhưng mà lại chẳng chê gì cả đâu, ra là mình bảo anh cũng chê gì lên em đâu có biết để em phải thay đổi đó. Được cái thì mình cũng nghĩ là mình được gia đình hậu thuẫn rất là nhiều, anh cũng hỗ trợ họ rất là nhiều. Quay trở lại về vấn đề kinh doanh ấy, thì Thảo thấy rằng là nền tảng kinh doanh nó vẫn là sản phẩm. Thực ra đối với Thảo thì Thảo liên tục xài các loại mặt nạ khác nhau, tại vì thường thường cứ một tuần ít nhất là đắp mặt nạ 1 đến 2 lần, mà phải 2 lần đắp mặt nạ. Thì khi mà Thảo xài mặt nạ rất là nhiều, nhưng mà ngày xưa thì nghĩ ô cái mặt nạ này nó là của Việt Nam thì không biết nó có tốt hay không. Nhưng mà dùng quen rồi ấy, Thảo hay đắp qua đêm ấy, Thảo rất là thích. Thì quay trở lại Thảo muốn hỏi Huệ một câu là cái Yose của Huệ, tại sao Huệ không chọn một cái nguồn nguyên liệu nào nó đơn giản hơn, tự nhiên nó phải chọn đến nào là trái dừa của Bến Tre, rồi sản phẩm hàng Việt Nam, nó có quá phức tạp và nó quá mới mẻ không? Thì thực ra mà nói á, thì như họ nói lúc đầu á, thì ban đầu thì nó rất là đơn giản. Mình muốn kinh doanh, mình tìm một cái sản phẩm mình kinh doanh, rồi là mình muốn nó tự do hơn về cái mặt thời gian, hay là có thêm về cái tài chính, thì họ nghĩ là đấy cũng là một cái gọi là xuất phát điểm á. Hầu hết các anh chị doanh nhân thì cũng đâu đâu đó đó là nó giống như vậy. Nhưng mà bản thân Huệ thì khi mà mình dấn sâu hơn, nhất là về cái lĩnh vực mà nghiên cứu và phát triển sản phẩm á, thì Huệ bắt đầu là Huệ thấy được rằng là cái sản phẩm của Việt Nam mình á, tức là cái nguồn nguyên liệu của Việt Nam mình nó rất là dồi dào. Và thậm chí á, nếu như mà các anh chị em không ở trong ngành á, thì sẽ không biết được rằng á, là có rất là nhiều sản phẩm, tức là Việt Nam mình là cái nôi cung cấp cái nguồn nguyên liệu thô rất là lớn cho thị trường của các nước mà gia công về mỹ phẩm đó. Thì mình thấy được như vậy. Và cái đặc biệt nữa thì cái trái dừa là tất cả các cái sản phẩm từ dừa, từ lá dừa, thân dừa, quả dừa, tất cả tật mọi thứ thì đều tạo ra những cái sản phẩm từ thủ công mỹ nghệ rồi đến các cái nguồn nguyên liệu để mà làm đẹp đó. Thì nước dừa tươi cũng là một trong cái số đó. Và bản thân họ là một cái người và làm về sản phẩm, nghiên cứu về sản phẩm, thì đương nhiên là mình sẽ có cái tầm nhìn về sản phẩm nữa. Tất cả các sản phẩm nó đều có một cái tầm nhìn. Thì đối với cái sản phẩm mà mặt nạ da sinh học mà được lên men từ nước dừa tươi ấy, thì nó sẽ là một cái sản phẩm mà tụi họ gọi là future product, tức là gọi là một sản phẩm của tương lai đó. Nó sẽ thay thế toàn bộ các cái sản phẩm mặt nạ giấy chẳng hạn. Hiện giờ trên thị trường mọi người sẽ chuyển qua toàn bộ để sử dụng cái mặt nạ này đó. Thì với một cái tầm nhìn sản phẩm tốt như vậy thì tại sao mình lại không làm, tại sao mình lại không chọn? Còn nói là làm cái gì thì nó cũng sẽ có những cái thách thức thôi. Nó không thách thức ở chỗ này thì nó cũng thách thức ở chỗ kia đó. Và một cái điều nữa thì mình muốn một cái câu chuyện nó rất là truyền cảm hứng, đó là một cái sản phẩm Việt Nam nhưng mà vươn tầm thế giới. Thì lúc đó là Huệ đã mơ thấy cái điều đó rồi. Huệ đã cảm thấy là khi mà mình nói như vậy á, tự dưng nó có một cái rất là cảm hứng, nó mang cho mình một cái động lực, rồi nó thôi thúc mình làm đó. Và Huệ đã có những cái hình dung trong đầu, những cái thùng hàng đi rồi tàu rồi là cảng biển, nói chung là làm một cái giấc mơ rất, khi mà nói đến thôi là mình đã thấy là rất là hào hứng rồi đó. Và đến bây giờ khi mà thực sự là những cái pallet hàng xuất đi, thì cái dòng chữ mà Huệ tự hào nhất á, khi mà nhìn những cái thùng hàng như vậy đó là dòng chữ Make in Việt Nam, thì mình cảm thấy là rất là tuyệt vời. Và ở thị trường Việt Nam ấy, mình cũng đã xuất khẩu được rồi, và phần nào đấy thì Huệ cũng đã thực hiện được ước mơ của mình, với một giấc mơ mà cách đây mấy năm mình mơ thấy những kiện hàng Made in Việt Nam đi, thì bây giờ Huệ đã thực hiện được nó một cách gọi là bây giờ
bước đầu thôi, nhưng mà Thảo nghĩ rằng trong tương lai thì nó còn rất nhiều cơ hội để đi các nước khác nữa ấy. Tuy nhiên thì ở thị trường Việt Nam ấy là một thị trường khá là xính ngoại, không biết là Huệ có thấy thế không? Tức là mọi người cứ kêu là phải dùng đồ nước này nước kia, từ Pháp, từ Nhật, từ châu Âu thì mới là tốt, còn đồ của Việt Nam thì rất là nghi ngại, đồ Trung Quốc, đồ Việt Nam thì có vẻ như là không tin tưởng chất lượng lắm. Thì làm sao để Huệ có thể là chinh phục được người Việt Nam mình xài hàng Việt Nam, với cái cách mà Huệ marketing như thế nào? Thì cái này nó cũng là bình thường thôi, tại vì thực sự các cái sản phẩm ngoại nhập á thì nó cũng rất là tốt, và thậm chí là cái gọi là cái người tiêu dùng á thì cái cuối cùng họ mong muốn là gì? Họ mong muốn là cái chất lượng của sản phẩm, và cái việc mà chọn một cái hàng ngoại á thì nó là một cái niềm tin, nó là một cái niềm tin cho khách hàng. Thì mình thấy là nó cũng rất là bình thường, chứ mình không thể nào mà bắt là khách hàng Việt là phải xài hàng Việt. Khách hàng thì có nhiều cái sự lựa chọn. Tuy nhiên á, là với cái sự mà ngay từ đầu á, tức là khi mà làm sản phẩm á, là mình xác định luôn là mình tập trung vào cái chất lượng của sản phẩm, vì mình biết là cuối cùng là khách hàng cần hàng tốt, cần cái sản phẩm hiệu quả cho cái làn da của họ để họ làm. Và một cái điều đặc biệt nữa thì họ lại là nhà sản xuất thì họ lại quan tâm đến cái vấn đề là kinh doanh. Tức là các khách hàng mà kinh doanh cái sản phẩm làm đẹp á, vì sao? Vì á, họ cũng đã xét ra một cái chiến lược kinh doanh cho công ty, thì họ rất là thích cái cách mà xây dựng gọi là chiến lược kinh doanh trong một câu nói. Thì cái câu nói mà thể hiện cái chiến lược kinh doanh của Yose chính là sản phẩm tốt thì sẽ giúp cho bạn kinh doanh thành công. Đó, thì ngay từ cái câu nói đó thì mình định vị luôn khách hàng của mình là những người họ kinh doanh sản phẩm về làm đẹp, và họ cần một cái sản phẩm tốt để họ yên tâm, họ bán cho khách hàng, họ yên tâm họ đi làm kinh doanh. Thì như vậy thì mình cũng xác định được luôn là những người mình cần gặp là những người nào. Đó, chứ ví dụ như bản thân mình không thể là gặp từng khách sử dụng sản phẩm để thuyết phục khách. Ví dụ như họ đang xài hàng ngoại đi mà mình lại thuyết phục họ chuyển đổi thì nó cũng không phải là đơn giản, và sức người thì cũng có hạn. Đó, thì mình lại tìm kiếm những cái khách hàng mà kinh doanh như vậy. Thì những cái khách hàng kinh doanh thì nó sẽ có một cái là họ phải xài sản phẩm. Ví dụ như các chị em đó, các anh chị em đó, mọi người trải nghiệm sản phẩm để thấy được rằng nó tốt và thấy được rằng là nó giúp cho họ kinh doanh tốt. Đó, thì như vậy á, thì cái việc mà trải nghiệm sản phẩm của các anh chị em đó nó sẽ rất là kỹ, tức là chọn lựa sản phẩm để mà kinh doanh mà. Đó, thì mọi người sẽ sử dụng rất là kỹ càng, mọi người sẽ săn soi, mọi người sẽ trải nghiệm. Đó, và sau đó là mọi người thấy thực sự nó tốt. Thì khi như vậy thì họ có niềm tin thì họ sẽ bán. Thì khi mà mình truyền tải cái sản phẩm thông qua những anh chị em làm kinh doanh như vậy á, thì nó sẽ chạm được nhiều khách hàng hơn. Tại vì mỗi anh chị em là những cánh tay nối dài của mình để đến với lại khách hàng. Và khi mà mọi người làm á, thì ví dụ như là nhận được cái feedback của khách hàng á, thì nó lại càng tăng thêm cái niềm tin. Và cứ thế thì nó lan tỏa cái sản phẩm. Thì Huệ nghĩ là đấy cũng là một cái chiến lược mà Huệ khá là thành công khi mà chinh phục thị trường trong nước mà không sử dụng những cái về truyền thông marketing, digital marketing một cách ồ ạt hay là quá nhiều cái chi phí, mà nó từ cái sự mà lan tỏa như kiểu người thật việc thật nè. Rồi ví dụ như mình chạm vào những cái khách hàng, ví dụ như là một bác sĩ chẳng hạn. Đó, thì ví dụ như bên họ cũng có rất là nhiều các cái spa hoặc là thẩm mỹ viện mà các bác sĩ họ làm chủ chẳng hạn. Đó, thì đương nhiên họ là người có chuyên môn thì họ sẽ đánh giá được cái sản phẩm, thì chỉ cần họ nói chuyện rồi họ tìm hiểu cái sản phẩm của mình thôi thì mình cũng sẽ chinh phục được. Đó, thì từ những cái người mà chuyên môn như vậy á, thì nó nâng cao được cái uy tín của sản phẩm và nó đến tay khách hàng á, thì họ đón nhận. Đó, thì phải nghĩ là đấy cũng là một cái thành công của mình, và một cái mình đi vào một cái thị trường ngách, thay vì là giống như các cái công ty khác thì sẽ phải làm brand, làm thương hiệu
rất là nhiều để có được khách hàng, nhưng mà bên họ nó cứ cảm giác nó cứ từ từ ở trong cái thị trường trong nước. Trong thời gian gần đây á thì thu nhập của mọi người đang giảm sút rất là nhiều, thậm chí là các nhà đầu tư bây giờ tiền nong cũng đang hạn hẹp. Vậy thì việc mà chi phí cho những sản phẩm làm đẹp chắc chắn là nó cũng sẽ bị co lại. Thì không biết nó có ảnh hưởng gì đến doanh thu của bên Huệ không? Thì thực ra thì đấy là cái nhận xét mà cái tình hình bối cảnh chung, rồi mặt bằng chung. Nhưng mà thực tế thì bản thân Huệ thì Huệ cũng tham gia rất là nhiều các cái diễn đàn, rồi các cái hiệp hội về doanh nghiệp á, rồi mình cũng coi các cái số liệu báo cáo thống kê á. Thì nó có một cái điều như này, tức là mọi người thì cứ nói chung chung là tình hình kinh tế là khó khăn, thách thức, doanh nghiệp đang đứng trước phải đối diện với lại rất là nhiều cái. Tuy nhiên á thì họ thấy là như thế này, cái số lượng người thì cũng như thế, cái số lượng người là cũng như thế. Và nếu mà nói một doanh nghiệp đi thì bao nhiêu khách hàng để giúp cho doanh nghiệp của bạn phát triển. Thì nếu mà như một doanh nghiệp về làm đẹp mỹ phẩm đi, thì nếu như mà họ sở hữu một cái data mà 1-2 triệu khách hàng đi thì là đã quá là khủng khiếp rồi. Đó, thế ví dụ như họ đang sở hữu cái data như vậy á, thì tại sao mà 1-2 triệu khách hàng đó chẳng lẽ họ lại không sử dụng tiếp. Đó, thực ra cũng không phải. Quan trọng là khách hàng họ chạy đi đâu rồi, họ lựa chọn cái nhà cung cấp nào rồi, họ lựa chọn cái sản phẩm nào khác rồi. Đó, thì nên chăng cái góc nhìn của doanh nghiệp á là mình lên lưu tâm cái điều đó. Mình đang lưu tâm cái điều đó, tức là đâu đó sản phẩm của mình á nó chưa đáp ứng được kỳ vọng cho khách hàng. Đó, thì khách hàng họ đi qua cái chỗ khác, để họ đi tìm cái sản phẩm nào mà đáp ứng được họ hơn. Đó, chẳng hạn là như vậy. Thì với cái sản phẩm mà họ đã định vị ngay từ đầu là future product rồi, thì nó có một cái tương lai phát triển. Thì giống như bây giờ tụi họ sẽ rất là gọi là rất là bắt đầu đón nhận những cái khách hàng, ví dụ như trước đây họ chỉ xài mặt nạ giấy thôi. Đó, nhưng mà bây giờ họ nhận ra là cái mặt nạ sinh học này nó hơn cái chuyển đổi. Thì đó, thì chắc chắn là cái doanh nghiệp mà làm mặt nạ giấy thì sẽ bị giảm. Nhưng mà đương nhiên thì cái doanh nghiệp của họ làm mặt nạ sinh học thì nó sẽ được tăng. Đó, thì rõ ràng là cái không có ảnh hưởng tranh gì hết. Đúng rồi, cái bức tranh là khách họ chuyển đổi. Tức là đó, dù kinh tế có đi đó xuống thì mọi người vẫn cứ đắp mặt nạ. Câu chuyện rất là đó thú vị. Thì giống như cái gọi là cái thị phần đi. Cái thị phần về mặt nạ giấy nó đang rất là lớn. Nhưng mà bây giờ bắt đầu khi mà mọi người biết đến một cái sản phẩm mới nó tốt hơn, thì giống như mình vậy đó, mình biết một cái sản phẩm mới nó tốt hơn thì mình phải chuyển đổi, mình sử dụng chứ. Đó, thì đương nhiên là ví dụ như doanh nghiệp nào mà làm mặt nạ giấy thì sẽ than là chỗ khách hàng giảm rồi này kia, dạo này cái doanh số của mặt nạ giấy nó giảm sút này kia nọ. Nhưng mà như vậy thì khách hàng họ lại chuyển, họ chọn, đó thì mình lại được tăng lên. Đó, nhưng mà ví dụ như mình vẫn phải có một cái kế hoạch là ví dụ như là tiếp theo cái mặt nạ sinh học này thì khách hàng sẽ chuyển đi xài cái gì. Đó, thì với một cái chiến lược của một cái người làm sản phẩm thì mình sẽ phải chuẩn bị những cái đó, và mình sẽ phải chấp nhận cái giống như cái thời thế, cái việc mà đi lên rồi cái việc đi xuống rồi thoái trèo, rồi thậm chí ví dụ như có những cái sản phẩm là nó sẽ biến mất khỏi thị trường. Nói chung là cứ lên đỉnh cao thì nó sẽ phải tụt xuống dốc. Đó, thì nên là mình phải chấp nhận và chuẩn bị trước. Thì chắc là mình sẽ phải có một cái chiến lược cho những dòng sản phẩm mới, để ví dụ họ có chuyển đổi thì họ vẫn nằm trong cái đúng rồi tập khách hàng của mình. Đó, bây giờ chắc là sẽ là một thông điệp gì đó mà Huệ sẽ gửi gắm cho các bạn trẻ, vì ở Việt Nam mình ấy có khá là nhiều những bạn trẻ, các bạn ấy sẽ lựa chọn trái ngành trái nghề để làm, bởi vì nhiều khi đi học là vì bố mẹ, đi học là vì theo xu thế hay là vì bạn bè gì đó, nhiều khi đi học bởi vì yêu đứa nào đấy nó học cái trường đó thì mình cũng lao vào mình học, đúng không? Nên là nó không có cái mục tiêu cụ thể ấy. Thế thì đối với các bạn trẻ thì có thể các bạn sẽ học không đúng với lại mong muốn, ước mơ của mình và không đúng sở trường. Thì khi các bạn ra trường, các bạn đi làm cũng sẽ làm những cái ngành nghề mà nó không đúng với ngành nghề mình học. Thì phần cuối chương trình thì Thảo muốn Huệ có chia sẻ gì đó dành cho các bạn mà đang làm trái ngành nghề. Thực ra thì người ta nói là rốt cuộc á là
nghề chọn mình. Đó, thì nghề chọn mình thôi. Thì Hoài cũng nghĩ là dù là bạn học cái ngành nghề gì, nhưng mà khi mà bạn ra bạn đi làm thì có thể là nó lại có một cái duyên qua một cái lĩnh vực khác. Thì nói gì thì nói, bạn vẫn tận dụng được những cái kiến thức đó. Nên là bạn đừng có nghĩ là trời ơi, biết vậy là mình đừng có học cái ngành đó. Nó vẫn có cái sự bổ trợ là một cái điều chắc chắn. Thì như bản thân Hoài thấy được rằng là do là mình học kỹ thuật nên mình có cái góc nhìn khác, nên khi mà mình làm kinh doanh mình lại tập trung vào sản phẩm thay vì là cứ tập trung về doanh số. Đó, thì nó cũng tạo ra cái sự khác biệt khi mà mình làm kinh doanh. Rồi là cái sự mà tập trung. Đó, thì Hoài nói thật sự Hoài rất là thích cái điều này. Mình đi tới cùng. Đó, thì và trách nhiệm nữa thì nó giúp cho mình kinh doanh mình kiên định nhất, mình kiên định với lại những cái gì mà mình đặt ra. Đó thì nó cái điều đó thì Hoài nghĩ là bất kỳ một bạn nào mà khi mà ra khởi nghiệp á, có thể là nó không đúng cái ngành nghề mà mình đã được học thì đương nhiên là mình sẽ gặp cái thách thức một chút xíu. Đó, nhưng mà khi mà mình có những cái ý chí như vậy á, thì mình sẽ đạt được những cái gì mình mong muốn, tại vì mình là người ra quyết định mà. Chính mình ra quyết định là mình bỏ cái nghề này, mình làm cái nghề khác. Đó, thì mình ra quyết định. Với lại á, thì Hoài cũng muốn là các bạn trẻ hãy nhớ cái hình ảnh đi. Là ví dụ như một cái người học viết chữ đi. Đó, thì đương nhiên là lúc đầu tiên cầm viết đâu có viết được cái chữ gì đâu. Mỏi tay nè, đau tay nè, chữ thì xấu nè. Nhưng mà có phải là một thời gian nếu như các bạn cứ tập, các bạn rèn luyện thì các bạn sẽ viết chữ đẹp không? Đó, thì trong vấn đề kinh doanh hoặc là bước qua một cái lĩnh vực mới thì cũng thế. Hoài nghĩ là với cái sự mà rèn luyện, khổ luyện đó, thì nó sẽ thành tài thôi. Đó, thì Hoài nghĩ là như vậy. Và có thể là nhiều người nói vui rồi, chắc tại Hoài lì quá. Cảm ơn Hoài ngày hôm nay đã đến với chương trình và mang đến cho chương trình một lăng kính rất là mới về việc là làm trái ngành nghề. Và có lẽ là lăng kính này cũng sẽ động viên và khích lệ cho các bạn trẻ sẵn sàng để đối mặt với những thử thách, cũng như là sẵn sàng để có thể đón nhận những cơ hội đến với cuộc đời của mình. Hy vọng rằng là sắp tới đây Yose sẽ là một thương hiệu mà không phải là chỉ nổi tiếng ở Việt Nam mà sẽ vươn tầm ra thế giới giống như ước mơ của Huệ. Chúc cho Huệ thật thành công trong sản phẩm Yose cũng như những sản phẩm sau này mà Yose sản xuất thêm nữa. Mong rằng là Huệ sẽ xuất hiện nhiều hơn để đem câu chuyện truyền cảm hứng về công việc của mình đến cho mọi người. Và bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ chào khán giả và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Thì một lần nữa thì rất là gửi lời cảm ơn Thi Thảo đã mời Hoài tham dự. Cũng rất là cảm ơn các anh chị đã lắng nghe, đã theo dõi kênh của Thi Thảo. Thì cũng hy vọng là có những cái chủ đề hay sẽ được ngồi chia sẻ tiếp cùng với Thi Thảo và quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.